đập máu tốt, điểm nóng trường đại học cơ sở mỗi tháng 16 chuyến. Đánh bóng hỏng, điểm bóng được đọc cơ sở Mỹ Hòa 10-16. Sáng bóng chạm lưới, điểm bóng được đọc cơ sở Mỹ Thắng 17-10. Bỏ bóng tốt, điểm bóng trường đội Cần Thơ Mỹ Thắng 18-10. Bóng tốt, điểm bóng trường đội cơ sở Mỹ Thắng 19-10. Bỏ bóng ra ngoài, điểm bóng trường trung cơ sở Mỹ Hòa 11-19. Bỏ bóng tốt, điểm bóng trường học cơ sở Mỹ Thắng 20-11. Đánh bóng tay chạm lưới, điểm bóng trường học cơ sở Mỹ Hòa 12-20. Phát bóng ra ngoài, điểm bóng trường đại học cơ sở Mỹ Thắng 21-12. Đánh bóng hai chạm, điểm bóng trường đại học cơ sở Mỹ Thắng 22-12. Đập bóng tốt, điểm bóng trường đại học cơ sở Mỹ Hòa 13-22. Phát bóng ra ngoài, điểm trường đại học cơ sở Mỹ Thắng 23-13. Đập bóng tốt, điểm bóng trường trung học cơ sở Mỹ Thắng 24-13. Đánh bóng chạm lưới, điểm bóng thành công cơ sở Mỹ Thắng 25-13. Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất với số điểm 25-13. Mời huấn luyện viên hai đội của hai trường báo cái số báo để làm hiệp thứ hai. Mỹ Hòa
Lữ Hoa tìm ra cơ sở nào có thay đổi đội không? Câu thứ hai giữa Mỹ Khánh với Mỹ Hòa Nam. Bóng bóng tốt, bóng bóng từ gần cơ sở Mỹ Khánh 2-5. Bóng bóng, mời các đồng viên của trường này chúng ta xem đây. Đập bóng tốt, điểm bóng từ góc cơ sở Mỹ Hòa 1-2. Đánh bóng tốt, điểm bóng từ góc cơ sở Mỹ Hòa 2-2. Bỏ bóng tốt, điểm bóng từ góc cơ sở Mỹ Thắng 3-2. Chuyền bóng lỗi kỹ thuật, điểm bóng từ góc cơ sở Mỹ Hòa 3-3. Bỏ bóng tốt, điểm bóng từ góc cơ sở Mỹ Hòa 4-3. Đánh bóng chạm lưới, điểm bóng trường cơ cơ sở Mỹ Thắng 4-0. Đập bóng ra ngoài, điểm bóng trường cơ cơ sở Mỹ Hòa 5-4. Tiếp tục thi đấu, dịp thi đấu thứ hai. Mời mời cổ động viên ở phía sau đường đi ngang của trường hợp cho trường bóng kem lưu lại. Lưu lại, cái mặt trên kem lưu lại. Trường hợp cơ sở Mỹ Hòa chạm lưới, điểm bóng trường hợp cơ sở Mỹ Thắng 12-7. Kèm đi. Phát bóng ra ngoài, điểm bóng trường hợp cơ sở Mỹ Hòa 8-12. Bỏ bóng tốt, điểm bóng từ góc cơ sở Mỹ Thắng 13-8. Bỏ bóng tốt, điểm bóng từ góc cơ sở Mỹ Hòa 9-17. Trường hợp cơ sở chuẩn bị pha bóng.
Đỡ bóng không? Điểm bóng trường học cơ sở Mỹ Hòa 10-17. Đỡ bóng hỏng, điểm bóng trường học cơ sở Mỹ Thắng 18-10. Các bóng cơ sở lưới, điểm bóng trường học cơ sở Mỹ Hòa 11-18. Chuyển bóng tốt, điểm bóng trường học cơ sở Mỹ Hòa 12-18. Chuyển bóng Lễ Thủ Thuật, điểm bóng trường học cơ sở Mỹ Thắng 19-12. Điểm bóng về cho trường thì cắm tới vô trong á. Để bóng hỏng, điểm bóng trường đẹp cơ sở 18 21 22 12. Kem trường đẹp cơ sở 18, kem dừng bóng lại đây đây. Kem dừng bóng. Dừng bóng lại. Trường đẹp cơ sở 18, kem dừng bóng lại. Dừng bóng. Trường đại học cơ sở Mỹ Thắng 20 12 ra đẹp rồi. Phát bóng chưa qua lưới, điểm bóng trường đại học cơ sở Mỹ Hòa 13-22. Đã bóng tốt, điểm bóng từ đầu cơ sở Mỹ Thắng 23-13. Chuyền bóng Vĩnh Tây. Điểm bóng trường học cơ sở Mỹ Hòa 14-23. Phát bóng ra ngoài. Điểm bóng trường học cơ sở Mỹ Thắng 24-14. Trường bóng Vĩnh Tây, điểm trường học cơ sở Mỹ Hòa 15-24. Phát bóng hỏng, điểm bóng trường học cơ sở Mỹ Thắng 25-15. Kết thúc hiệp đấu thứ hai. Mời hai đội trưởng, mời hai đội trưởng, hai đội đội trưởng đội Mỹ Hòa, đội trưởng đội Mỹ Thắng lại ký biên bản. Mời hai đội chúng ta bắt tay. Mời hai đội chúng ta bắt tay theo trọng tài. Mời hai đội Mỹ Hòa, Mỹ Thắng ta bắt tay theo hướng dẫn của trọng tài. Mời đội trưởng đội Mỹ Thắng, đội trưởng đội Mỹ Hòa, Mỹ Thắng đâu?
cuối đây.